Xin chào mấy bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến mấy bạn một cái game là Quét Giò S. S này là giống như là bột ủ vậy đó. Hôm nay á, mình chơi cái game này thì được một người bạn nó giới thiệu là mày chơi cái game này thì nó bá đạo lắm, thử coi mày chơi như thế nào. Nó thì cái này lấy bối cảnh là giống như là hai người mới chia tay xong rồi chia tài sản 50-50. Bên đây là cái đồ của thằng con trai, bên đây là cái đồ của bạn gái này. Giờ ủa có cái gì nè, có đường đường gì đó, để mình ấm vô thử. Vô cái em sơ Why? Sao làm vậy? What the fuck? Đi cặp bồ mà còn về bắn mà người lũng sọ. Bấm vô A. Cái vậy là mình hiểu sai. Cái đồ bên đây, đồ bên kia thì nó không có liên quan, thì chủ yếu là mình bấm vô xong rồi nó sử dụng cái vật đó để nó kiểu như tra tấn bên kia ghê gớm. Gì đây? Gì đây? Bây giờ cười. Làm gì? Phát lộn mất dạy thiệt, mới nãy nhỏ khi mà hai đứa mất dạy giống nhau phải thua. Tía hai đứa chơi giờ vậy đấy, chúng chúng phân chúng cứ vậy đấy, kinh. Bấm lại cái nữa. No way. Fuck you, boy. Cái gì? Con cái thời đại game Quack này á, có rất là có nhiều game giống như là Quack Your Boss nè, Quack Your Com, Quack Your PC, rồi Quack Your Cheat, rồi Quack Your không phải Quack The Deep nữa. Rồi cái gọi thể loại game này nó phải nói là phải dán mác 16 cộng, tại vì sao? Nó có mang mà muốn hết một chút hài hước thôi, nhưng mà nó đa phần là bạo lực mà nó còn dơ, như cái game này dơ vậy đấy. Đấm rồi ô dạ, chuyển tiếp này là chuyển giới chắc bấm lại cái nữa không? Con đĩ chơi giờ má, thằng đĩ này cũng chơi giờ. Cái này bấm rồi laptop. Con đĩ. Oh my god. Shit. Má hai đứa này. Gì vậy? Cái cần gạt kìa. Mưa. Con gì vậy?
Ô đi, nó nuôi cá mập luôn. Quỷ cái. Cái này gì đây? Ghê. Ồ, nãy nó mới rớt cái đầu kìa. Nhóm này em gái Bin Laden phải không? Cái gì đây? Đó. Chết mẹ, cái thẻ cào của thằng đó. Shit. Fuck, má em vui. Mà dơ quá à. Oh, cái tim rồi. My gosh. Oh man. Let. No. Mày không? Một chó mày ngu. Cái hộp quà này bấm chưa? Chưa. Yeah. Cái này là cái gì? Cái bên đây nè, ở cái nón. Ủa gì vậy? Cái balo. À, tên lửa. Mình cũng tin. À, rớt cái đầu vô cái hộp luôn. Cái này rồi. Cái này rồi. Giày. Không phải cái giày mà là cái ghế. Tháo. Gì vậy? Cái tủ. À, đổ hết giày qua. Cái xăng vô. Trời đốt rồi. Má phát của. Ha. Vậy mua bánh lửa. Thổ dân. Cái thể loại game này thì nãy đúng cái con nhỏ này mình nó làm cái vậy đúng mắt ói luôn, nhìn ghê dơ vãi đái. Nhưng mà giống như là không có khuyến khích mấy bạn làm mấy cái điều này nha. Don't try this home. Try it home. Gì đây? Ủa cái này rồi. Cái này rồi mà. Shit. Không biết còn cái này nữa mà. Cái gì đây? Hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gạch đây nha. Ngon. Có bồ ngon. Này là gì ta? À, cái này rồi. Shit. Ôi, nó tướng đã. Nó lớp vàng tướng đã. Chị ép. Cái này. No. Đúng rồi. Shit. Fuck you like that. Yo, không có gì nữa ta. Gì đây? No. Yo.
Mình nghĩ chắc là hết rồi. Chắc là hết rồi. Thôi mình dừng cái clip này ở đây. Mình cái tập sau mình sẽ làm một cái game cũng có thể loại trắng đen này luôn, rồi đánh đập hơi bị bạo lực như một xíu, nhưng mà cái là game này chơi trên web rất là hay. Mình cái game sau mình sẽ làm chắc là một trong những cái game mà mình mới kể ra hồi nãy, đó là cái quách cho bot hoặc là quách cho PC hoặc là quách cho com. Like và subscribe để theo dõi và nhận được nhiều cái video game mới của mình. Ok, bye bye các bạn.